nha, hồi nãy nấu nồi cơm lửa hơi to nên nó bị hơi bị khê, nhưng mà không sao, nó có màu màu, có màu của đường tươi thơm hơn là được rồi, vấn đề gì hết. Ở trên này là cái lũ chó nó không có nghĩ là nó cuốn trước mình được. Đây là cái này cho vào bên nóng, sau đây là quả trứng. Đèn phố nghe mưa tụi hơn, ngày trời sáng mây luôn. Ngày mai em đi điện có bừng hôn rồi, gọi hồn liễu rũ lê thơ, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Cháy rồi nó có mùi thơm ấy. Tại vì no mà không tiêu. Đang lo thì đừng có yêu. Ôi. Nó ngon. Ta ăn trong nồi, ăn gần cái nồi rồi mình ăn ở trong cái nồi. Đúng mà, cứ phải tự tế với bản thân trước đã ha. Đúng rồi, mình phải thương lấy cái bản thân mình trước đã. Mình đói thì mình ăn, mình buồn thì mình ngủ. Muốn dậy rồi mình uống cà phê. Không biết quỷ nó xin được đâu mấy trái hồng quá trời luôn. Ê mày, để tao mấy trái để tao về Sài Gòn tao làm quà nha Thái. Mấy trái thôi cho người trái ăn chung. Sẽ đem một món quà, một trái hồng với một trái đào về cho Quế Anh. Anh mình cho anh em mình không à? Tại vì tôi gửi cho của anh một quần rồi. Cảm giác phải biết. Hai quả thôi nha. À, cho hai quả đi không có liền. Ok, đừng nghe thằng đen nó điêu. Nó điêu đấy. Về quê đéo có cá với có rau đâu mà chanh với trời trồng. Mà về quê chỉ có chó thôi. Đó là nhiều. Mình coi đây là những ngày mình tự tế với bản thân một cách trọn vẹn. Ăn, ngủ, làm những người mình thích. Mắm bò. Đập thêm quả trứng gà ốp lan cho nó máu chó. Thực ra để tận hưởng được cuộc sống như thế này thì bạn chẳng cần gì hết ngoài vác cái xác bạn lên đây và đủ can đảm để từ bỏ tất cả. Nếu mà từ bỏ không phải là mình bỏ luôn, mà từ bỏ mình sẽ làm được cái khác mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn, ok hơn. Đúng rồi, mày không can đảm từ bỏ thì làm sao mà mày có được cái thực tế cho bản thân mày một cách trọn vẹn nhất được. Suy nghĩ đắn đo thế này thế nọ, thế lọ thế chai thì làm sao mà nó ra được cái chai với cái lọ. Mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó hết. Vấn đề là bạn hãy can đảm chấp nhận cái giá đó. Cái miếng mình chi đó. Nó em mày mày ủ tao ngủ nhỏ nhỏ thôi, mấy trái thôi, giờ tao uống thử rồi sao. Không sao, quê đi lấy điều về của. Không, tao thích ủ chơi chơi vậy. Không được. À, nó phải ủ ở đây hả? Đấy, được. À. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một đồng chí đồng bào dân tộc Kinh. Đồng bào dân tộc Kinh. Đồng chí đồng bào đó đang
cắt mấy cái đào ra rồi để ngâm rượu. Mà ở trong nhà mình thấy có nguyên một hũ men bột rồi, má nhiều tiền luôn. Nói chung anh em Min lên đây thì thoải mái thôi, cứ vác cái xác lên đây và vào mà ở thôi. Còn những bạn muốn du lịch lên đây thử cảm giác bụi bờ thì cũng được. Thì nói chung là mình cứ chia sẻ lại một ít cho gia chủ là được rồi. Chứ để mà tận hưởng được cái bữa cơm như thế này thì ở Sài Gòn kiếm không có đâu, ở thành phố kiếm không có đâu. Bạn có thể tự nấu theo cách bạn thích, nhưng mà trước khi nấu thì phải đi nhúm lửa. Ở đây rất sợ bếp ga. Ở đây củi rừng nhiều mà, đốt thì hết rừng. Đốt khi nào mà cảm thấy ấm lòng thì thôi. Vì gió, hôm qua mày ăn dành của tao cục thịt, chứ bữa nay mày còn dành nữa hả? Tao mà lên đây, chắc tao xin ông Huy cái miếng ở dưới đó, xong rồi tao dựng căn nhà gỗ bé, cái tao trồng mấy bụi cà phê, mấy bụi chè, cho nó giữ đất cũng bị trôi. Ở dưới tao trồng thêm một ít rau củ quả. Không, ở đây trồng trồng bầu, trồng bí, mướp đồ nhanh hơn. Mà đi tìm một xe cứ thao về đổ xuống phố. Hả? Cứ theo nó tốt hơn. Cứ bò đây đâu, nuôi bò đâu. Mày chở Sài Gòn lên hả? Mà chúng ta sẽ được ăn cứt một cách gián tiếp. Những trường hợp là chính. Đấy, hợp lý không? Khi mà Hùng mà trở về với bụi thì Hùng sẽ có những trò rất là hay. À, cái tên của mình ngày trước là anh em cứ gọi là bụi. Bụi này không phải là bụi bờ, bụi bọng gì mà là cát bụi. Mình chỉ là một hạt bụi thôi và mình sẽ làm những cái điều hay ho từ hạt bụi đó. Cái tập này kết thúc đây nha, để anh không tô cơm nữa hả? Đói quá. Má sáng đang ngủ cứ lũ chó vô trèo lên giỏng ngủ chung. Không được, bọn này nó không được. Bye bye. Bye bye.